bí mật, bật mí siêu phẩm chỉ có thể là gì cái gì cũng review. Tokyo. Xin chào các bạn, chúng ta gặp nhau tại tập 3 với hai chương trình đáng chú ý. Ba lô từ lâu được xem là món vũ khí siêu lợi hại trong những chuyến dã ngoại, du lịch hay đơn giản là đi chơi, đi học, bởi mức độ tiện lợi đa dạng mà chúng mang lại. Nhưng một chiếc cặp mà chúng ta cùng khám phá thôi, khám thôi đừng có phá đâu nha. Nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá. Thoạt nhìn, đã thấy hai team này không hề giống nhau. Nhìn kỹ mới thấy điểm chung ngoài phần quai đeo to, bản được hack thêm đệm mút, êm ái, giúp giảm thiểu nỗi lo đau, hằn vai hay khó chịu để bạn thoải mái móc vác nhiều đồ vật hơn. Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn chìm sâu bên trong là không gian dư sức đựng vừa laptop 15 inch. Chưa kể còn đựng thêm được cả laptop của người yêu cũ, crush, bạn thân, với ngăn chống sốc siêu dày dặn, tự tin cùng các bạn chinh phục mọi hành trình. Chưa hết đâu, còn có cả các ngăn lớn, nhỏ, thách thức sự ngăn nắp, giúp bạn tha hồ sắp xếp mà không lo tìm sấp mặt, như cắp sạc hay sổ tay chẳng hạn. Đặc biệt, cả hai team đều được trang bị chất liệu chống thấm an toàn tuyệt đối với nước, còn cái nào chống thấm tốt hơn thì phải test mới biết được. Đầu tiên là chất liệu vải gió dày dặn của Backpack Season 2. Tiếp theo là chất liệu da cao cấp mềm mịn nói không với bong chóc, nhàu nát của Signature Backpack. Các ông đã thấy sự khác nhau chưa? Nếu chưa thì trải nghiệm đi nhá. Còn tôi thì tôi thấy chúng nước y chang nhau, tôi chịu, tôi không phân biệt được cái nào tốt hơn luôn. Nhưng tôi biết, Signature Backpack là sự kết hợp và kế thừa từ sự thành công của Logomania Surf, mà trong đó có cả dấu chân của Backpack Season 1 để tạo nên một siêu phẩm đính đáng như hiện tại. Còn ở Backpack Season 2 lại là hiện thân của sự đột phá khi ứng dụng công nghệ vào thời trang thông qua Hustle Studio để tạo nên chiếc logo 3D với công nghệ AR, công nghệ thực tế tăng cường, vô cùng độc đáo, sáng tạo. Người yêu có thể không có nhưng Backpack nhất định phải có. Có Backpack thì không. Bye 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 bye, đưa em ra khỏi thủ đô. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại Di Dỉ Cái Gì của video tuần tiếp theo. Bye bye.